Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh có sự có góp mặt của luật sư Hoàng Ngô. Luật sư Hoàng đã từng làm luật sư đại diện cho hãng bảo hiểm Allstate Insurance trong nhiều năm, và do đó ngoài cái lĩnh vực tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân, chó cắn, trật tét siêu thị, bất cẩn y tế, thì luật sư Hoàng còn thụ lý những cái lĩnh vực khác của văn phòng như là về luật gia đình, phân chia tài sản, cấp dưỡng con cái, về luật eviction, đuổi nhà, về luật bankruptcy, cũng như là về hình sự. Thành ra nếu quý vị có những nhu cầu trên thì có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi sau cuối giờ, sẽ có cái số điện thoại của văn phòng. Chào luật sư Hoàng Ngô. Dạ, chào luật sư Lâm, chào quý vị tối nay. Ok. Hello, tôi luật sư Lâm, luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, thưa, kính chào hai luật sư ạ. Dạ, dạ, chào cô. Chưa có hôn phố mà bây giờ mua nhà chung với nhau, thay thò mình đứng như thế nào là hay nhất thưa luật sư, dịp trong tương lai là sẽ married? Nếu mà chưa có làm hôn thú mà chỉ là bạn trai bạn gái thôi đó, thì mình đâu có chắc là mình sẽ làm hôn thú trong tương lai. Thì trong trường hợp đó đó, tốt nhất mình đứng với cái dạng là tenant in common, rồi mỗi người sẽ có 50% undivided interest. Rồi ngày nào đó mà mình lấy nhau rồi mà mình vợ chồng không có vấn đề gì, ở nghĩ có thể ở lâu dài, thì lúc đó đó mình sẽ chuyển từ cái dạng tenant in common để mình dạng sang cái dạng là husband and wife as community property with right survivorship. Thì việc đó làm nó chỉ cần làm một cái deed thôi, là cái quick claim deed thôi để mình có thể chuyển nhượng. Nhưng mà chưa có hôn thú thì tốt nhất là mình làm cái dạng là tenant common. Ok. Bà dạ, có thưa, nếu mà joint tenant thì là hay bằng phải không ạ? Dạ không, tại vì đứng ở joint tenant á, rủi trước khi mà làm hôn thú á, ok, mà rủi cái một trong hai người qua đời đó thì người kia hưởng hết. Ok. Thêm vào nữa, nếu đứng là joint tenant mà rủi không lấy nhau á, mỗi lần muốn bán nhà hay chuyển nhượng đó, mọi sự chuyển nhượng là hai người phải đồng ý và ký tên hết. Rủi một trong hai người họ không có bằng lòng đó, là mình không có chuyển nhượng được cái phần của mình. Còn mình đứng là tenant in common á, mình có thể chuyển nhượng cho bất cứ ai at any time cái 50% của mình. Ok. Cái tenant in common là nếu mà hai người thì coi như phải nói bao nhiêu percent, coi như equal phải không thưa? Không hẳn. Joint tenant á, thì bắt buộc là cái quyền lợi phải bằng nhau, equal. Còn tenant in common á, có thể 50-50, có thể 40-60, có thể 80-20, sao cũng được hết á. Ok. Nhưng mà cái joint tenant mà trong trường hợp này là không nên để. Yes. Ok, dạ, vâng, cảm ơn dạ. Bà. Dạ, chào dạ. Bà. Cảm ơn cô. Hello, dạ, tôi luật sư Liêm, luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, xin chào hai luật sư. Dạ, chào cô. Có hai câu hỏi luật sư. Dạ, được. Cái câu hỏi thứ nhất là cái vụ mình, cái property tax mà mình đang ở, mình bán đi, rồi mua cái nhà mới nó lớn hơn, thì cái property tax đó mình defer đó. Nhưng mà có tính theo cái tuổi tác không luật sư? Không có defer. Cái property tax đó, qua cái Proposition 19, offhand tôi không nhớ, có thể tôi sẽ trả lời trong kỳ tới đó. Nhưng mà nếu tôi nhớ đó, thì nếu một trong những người làm chủ cái nhà đó đó phải trên 55 tuổi, ok,
thì mình có thể trong vòng 2 năm mình có thể mua cái nhà khác, cho dù cái nhà đó đó cái trị giá nó cao hơn thì cái property tax nó cũng sẽ không tăng theo cái property tax. Phải trên 55 tuổi. Phải trên 55 tuổi. Nha. Yeah. Yeah. Nhưng mà đó là tôi nhớ, tại vì lâu quá kỳ rồi tôi có nói chuyện nhiều về vấn đề cái property tax 19 á. Nhưng mà gần đây thì tôi không có thì có thể tôi theo tôi nhớ là 55 tuổi, còn nếu không đúng á thì kỳ tới tôi sẽ nói lại nha. Nhưng mà tôi nghĩ là phải trên 55 tuổi thì mới có được cái quyền lợi đó. Okay. Sao tôi hỏi lại một cái này hả? Ok, cái câu hỏi thứ hai là sao? Thứ này là ví dụ như trong cái lý minh trết mình cho cái nhà cho con mình mà không có để dâu hay rể, mà về sau mà cái con mình đem bán cái nhà đi rồi cái người vợ đó vô ít rồi có bắt buộc ký không để release cái tên người vợ không? Không. Người escrow nó chỉ có quyền nó ký đối với cái người đứng tên cái chủ quyền cái nhà đó thôi. Dạ không có escrow, không bắt buộc phải người vợ hay chồng lên. Không, không phải bắt buộc mà không có quyền. Dạ. Ai đứng tên cái chủ quyền đó thì cái người đó có quyền ký. Dạ. Ok, chứ không phải là bây giờ đứng tên có mình người chồng không mà người vợ như nào phải ký, không có chuyện đó đâu. Ok. Dạ. Tại vì tôi chỉ sợ là ví dụ như trong cái lý minh trết cho con thì sao mà không có tên vợ chồng vô, rồi giờ về sao cái người đó không tới ký đó, không bán được đó, không tới bắt buộc á. Không, đó, không có được. Không có được. Như thế này. Dạ. Cái trong cái living trust đó, đó thì thường đó người luật sư cũng nên để cái điều khoản là ý định của cái người thành lập cái trust đó, đó là khi cái người thừa hưởng đó đó là tài sản riêng của họ. Và đúng theo á là có cái Family Code Section là 770 là nó cũng nói là đó là tài sản riêng. Đó là về vấn đề trong cái living trust. Nhưng mà khi á mà chết rồi đó, khi làm chuyển nhượng đó thì vẫn phải làm cái trust transfer deed. Và khi cái người mà luật sư làm cái trust transfer deed để chuyển cái chủ quyền từ cái living trust sang cho người được thừa hưởng đó, mà nếu cái người thừa hưởng đó là có gia đình thì sẽ để thí dụ là Nguyễn Văn A mà ông có gia đình thì phải để là Nguyễn Văn A a married man as his sole and separate property. Phải để như cái dạng như vậy. Ok. Khi để dạng như vậy đó, vì sau này ông Nguyễn Văn A đó, ông có thể làm cái living trust riêng để ông để cái nhà đó riêng vào trong cái trust của ông. Ông có ly dị thì ông không có phải tranh tụng với vợ ông, vợ ông có quyền đòi vô. Và sau này ông có bán cái nhà đó đó, thì bởi vì ông đứng là cái tài sản riêng của ông, do đó cái escrow không có quyền lý do gì mà đòi bắt vợ ông phải chia hay là ký gì trong cái do đó. Ok. Rất là rõ thì được rồi, cảm ơn luật sư. Ok, cảm ơn bà. Chào bà. Tới đây thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì tôi và luật sư Hoàng Ngô vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị. Chút xíu nữa thì đài sẽ phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại, thì trong thời gian đó nếu mà quý vị có muốn thì vẫn có thể gọi vào qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-364 để đặt những câu hỏi, thì chúng tôi vẫn có thể trả lời những câu hỏi của quý vị. Hồi nãy tôi có nói đó là nếu mà trong trường hợp mà hai người mà trước khi lấy nhau á, thì nên đứng là joint tenant. Bây giờ sau khi lấy nhau đó thì có thể đổi ra cái dạng là husband wife là community property with right survivorship thay vì đứng là cái dạng joint tenant. Rồi, tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thì nếu mà quý vị muốn thì vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Và chúng tôi sẽ trở lại sau cái phần quảng cáo thương mại. Và xin cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765.
Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi và luật sư Hoàng Ngô, chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Nhiều Việc Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello. Hello, tôi luật sư Lê Hoàng, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, thưa luật sư, hồi nãy mới hỏi luật sư và đứng cái credit á, luật sư nói là chưa có đám cưới thì nên incumbent, mà sau hồi nghe lại thì lúc mà có giờ rảnh á, luật sư lại nói là nên để choi, cho nên dạ không tenant incumbent, nó là tenant incumbent, chưa có đám cưới thì đứng là tenant incumbent. Dạ. Còn như đám cưới đó thì đứng là husband and wife, là community property with right survivorship, thay vì đứng là joint tenant. Có thể tôi nhắn nói nhanh quá thì khi nó lộn. Okay. Tức là biết sau khi đám cưới rồi thì là husband and wife like community property. With right survivorship. Okay. Cảm ơn bạn. Chào bạn. Hello, tôi luật sư Liêm đi xuống qua. Hello. Cô có thể tắt đi xa, đứng xa cái tivi hoặc là dừng cái dùng speakerphone tại nó bị echo khó nghe lắm. Bây giờ tắt TV rồi. Rồi, ok, câu hỏi sao? Nghe rõ lắm rồi. Bây giờ ông sư vẫn còn đang nói đến người khác. No, câu hỏi câu được cô, luật sư Lâm đang nghe. Hello. Dạ vâng. Dạ, chúng tôi nghe đây, cô có thể đặt câu hỏi. Dạ, thưa ông, cho nhìn trên TV thì thức luật sư vẫn đang nói chuyện với người khác. Không. Nói chuyện người khác á, tại cô dùng speakerphone nó bị echo đó thôi. Dạ vâng. Dạ thưa, bây giờ luật sư nghe tôi nói không ạ? Dạ nghe. Dạ vâng. Bây giờ mình câu hỏi là mình có cái nhà cho mướn. Dạ nghe. Dạ vâng. Hello. Tôi nghe. Cái nhà cho mướn là sao? Dạ, tôi có cái nhà cho mướn mà cái người này mướn thì lâu lắm rồi, mướn tới 18 năm rồi. Dạ, mướn tới 18 năm rồi, nhưng mà cái người Mỹ này đó, bây giờ họ khó khăn quá. Dạ, họ quá khó khăn đi. Tức là bây giờ họ sơ hư cái gì là đã cho cái contractor đến sửa rồi. Họ cũng viết email lại, họ nói họ không happy với người này. Rồi họ đòi hỏi quá nhiều điều. Thì trong lòng tôi đó, tôi muốn đuổi, tôi muốn không cho ông mướn nữa. Thì tôi lấy cái lý do gì để tôi không cho mướn ạ? Cái nhà của ở thành phố nào? Dạ, từ thành phố Orange. Dạ, okay, thành phố Orange County luôn. Dạ, luật sư Hoàng sẽ trả lời cô. Cô cũng hỏi câu nữa. Giờ cái cô có cái hợp đồng với... hợp đồng có mà họ đã muốn tới 18 năm rồi ạ. Okay. Họ muốn tới 18 năm rồi, nhưng mà gần đây là ông này ông không có đi làm, ông già rồi, ông Mỹ là ông già rồi, ông khó tính quá. Thì hư hỏng cái gì đó. Thực sự nghe. Mình cũng cho người sửa. Mà ông cứ nói ông không vừa ý. Giờ hai người thợ đến rồi nói thôi chị ơi em không có muốn làm cho ông này nữa. Thì bây giờ tôi thấy ông khó quá, tôi muốn lấy nhà lại. Thì okay. Tôi dùng cách nào để tôi lấy lại. Thì luật sư cũng hỏi cô nghe, giờ biết là anh đó ở 18 năm mà cái hợp đồng đó là giờ tháng từ tháng là để là month to month ha, mới ký cái hợp đồng cho một năm. 18 năm trước rồi là month to month. Month to month. So, nếu month to month mà cô muốn đuổi ra hay muốn lấy nhà lại đó, giờ cô phải đưa ảnh cái 60 day, cái 60 ngày notice. 60 day notice. 60 day notice. Để quit. Ok, so trong đó trong cái 60 day notice đó, cô không có cần để cái lý do sao. Không cần lý do gì hết. Ok, yeah. Mà cô cũng đừng có để trong cái 60 ngày đó là phải họ phải trả tiền tháng cho tháng này hay cái rent hay gì hết, cô chỉ để cái 60 day notice to quit thôi. Cô đừng có viết gì với cái số tiền hay cái deposit hay cái save hết, cô chỉ để cái 60 day notice cho họ 60 ngày để ra. Nếu họ không có ra trong 60 ngày á thì cô mới được mở cái hồ sơ cái unlawful detainer lawsuit với tòa để đuổi lấy cái nhà lại cho cô biết. Mà giờ cái first step giờ đó là cô phải đưa cái 60 ngày 60 day notice to quit. Ok, cho cô biết vậy. Nhưng mà nếu họ gọi điện thoại họ hỏi mình là lý do tại sao mà mình lấy nhà lại thì mình nói sao? Cô không có cần. Trong cái này là nhà của cô.
Tại vì nó bốn căn liền nhau, mà ba cái căn kia là mình không có đuổi, mà cái căn này mình đuổi. Dạ, yeah, không sao. Thì cô chỉ để cái 60 notice to quit vậy thôi. Ok, nó không có để cái reason. Ok. Nhưng mà notice to quit nhưng mà mình vẫn thâu tiền nhà không được chứ? Yeah, thì họ cũng phải trả tiền nhà cho hai cái tháng đó. Yeah. Ok, yeah. Cho cô biết vậy. Ok. Yeah. Ok, yeah. Cô còn có hỏi gì nữa không? Ok. Dạ, yeah, trong lúc đài chạy phòng quảng cáo đó, thì luật sư Hoàng Âu có làm some research để trả lời một cái thính giả hôm nay hỏi đó. Và trong cái vấn đề là muốn bán căn nhà rồi mua căn nhà khác cũng ở California thì cái thuế đất đó có bị tăng hay không? Dạ, yeah, luật sư Quang sẽ trả lời. Yeah. So, hồi nãy luật sư Lâm cũng nói đúng cái số tuổi cho cái proposition 19 mà nãy cô gọi hỏi đó là 55 tuổi, 55 and over. Hay nếu mình là người bị disabled là nếu mình có tàn tật. Thì cho nãy cô biết vậy. So luật sư Lâm cũng nói đúng là cái số tuổi đó là 55, 55 hơn, 55 years old, hay mình là người disabled mua cái nhà mới. Yeah. Nhưng mà nhớ đó là cái nhà đó đó bắt buộc đó, là phải cái nhà mình ở, tức là cái principal resident. Chứ cái nhà mà mình cho mướn đó thì không có được cái quyền lợi đó. Nó chỉ áp dụng cho cái nhà mình ở, một cái nhà đó duy nhất mà thôi. Và thêm vào nữa đó là đối với cái proposition 19 đó thì nó một đó là cái lợi nó mang đến, nhưng mà nó cũng có vô cùng những cái bất lợi là đối với những cái sự chuyển nhượng giữa cha mẹ cho con cái hay con cái cho cha mẹ hay là ông bà cho con cháu hay ông con cháu cho ông bà. Trước kia đó, trước cái position 19 đó, thì chuyển nhượng đó bao nhiêu căn nhà từ cái nhà mình ở cho đến nhà mình cho mướn hay là cái bất động sản, cái đất trống, cái vacant land đều không có bị tăng thuế đất hết á. Nhưng mà với cái proposition 19 á, chỉ có cái nhà mình ở mà mình chuyển nhượng cho con cháu mình hay là con hay cháu của mình chuyển nhượng lại cho mình, cái nhà mình ở đó, cái người transfer đó, cái nhà chính của họ thì mới không có bị tăng thuế đất. Và nếu cái trị giá mà tăng lên á không quá 1 triệu. Nhưng mà đối với cái nhà thứ hai như là hay cái nhà cho mướn hay là một cái miếng đất trống vacant land hay là cái commercial hay business gì đó thì tất cả những cái property đó đó khi mà chuyển nhượng đều bị tăng thuế đất hết á. Điều đó làm cho mình phải suy nghĩ rất là cẩn thận trong cái vấn đề khi mà mình chuyển nhượng cho con cháu của mình khi mình còn sống. Là bởi vì khi mình còn sống là mình chuyển nhượng cho con cháu của mình á, thì có hai cái thuế mà mình phải để ý tới. Thứ nhất là thuế đất. Tại vì nếu mình chuyển cho con cháu mình mà không phải là cái nhà mình đang ở đó, thì thuế đất sẽ bị tăng lên đó. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cái việc mà mình chuyển nhượng cho con cháu mình khi mình còn sống đó, thì cũng sẽ có cái bất lợi thứ hai mà mình phải để ý, đó là cái vấn đề thuế thu nhập, là capital gain tax. Là bởi vì khi mình chuyển nhượng, khi mình còn sống đó, thì cái basis là cái vốn mình mua bao nhiêu sẽ chuyển sang cho cái người thừa hưởng, cái người nhận. Người nhận đó đó, nếu mà họ quay ra họ bán, thì họ sẽ phải đóng cái tiền lời, cái thuế trên cái tiền lời bán nhà. Lấy thí dụ mình mua căn nhà 500 ngàn cách đây 20 năm. Bây giờ cái nhà đó nó lên 1,5 triệu. Bây giờ mình chuyển nhượng cho con mình, cho cái con mình cái nhà đó, mà con mình bán 1,5 triệu là nó sẽ phải đóng cái capital gain tax trên 1 triệu. Hello, tôi luật sư Lim, như luật sư Hoàng nghe đây. Hello. Hello. Dạ, yeah, tôi luật sư Lim, như luật sư Hoàng nghe đây. Em có thể đặt câu hỏi. Dạ, thưa kính chào hai luật sư. Dạ. Yeah. Yeah. Thưa, tôi có câu hỏi với luật sư, hai luật sư. Là con gái tôi đó, nó có một căn nhà mà đã được trả hết rồi. Bây giờ nó sắp lập gia đình với một người mà chưa mua nhà và nói là chuẩn bị mua nhà. Thì thưa như vậy, nghe nói là con tôi phải có ký giấy gì với cái người bạn trai đó, phải không luật sư?
Dạ, con bà đó có hai cách. Thứ nhất là cô có thể làm cái prenuptial, hay còn gọi là premarital agreement. Chỉ có cái problem đó là cái prenuptial hay premarital agreement đó là hai người đó phải trao đổi nhau cho biết để tất cả những cái tài sản mình có và cái nợ mình có. Và thường đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái liên hệ giữa hai người, tại vì chưa lấy nhau để tính cái chuyện bỏ nhau rồi. Để tính rủi trong tương lai không ở được với nhau thì nhà nào hay tài sản nào của người nào, nợ nào của người nào người đó giữ. Cái cách thứ hai có thể nó tế nhị hơn và nó cũng giúp để trong trường hợp với cái prenuptial agreement đó, mà lấy nhau rồi đó, cho dù có prenuptial agreement mà một trong hai người đó chết trong thời gian mà lấy nhau đó, thì cái bất động sản mà của riêng người đó đó thì cái người kia vẫn có thể được hưởng một phần. Thì nếu mà tránh trường hợp đó đó thì có thể, và tế nhị hơn thì có thể cái cô đó nợ làm cái living trust, để cái nhà vào trong cái trust. Thì cô đó, miễn là cô để cái nhà đó trong cái trust đó, thì khi mà cô vẫn có thể sau này cô không ở với ông chồng cô ly dị thì cô cũng phải chia cái nhà đó với ông chồng. Mà rủi cổ có chết trong cái thời gian cổ lấy nhau đó, thì trong cái living trust cổ có thể để cho cha mẹ anh em gì được, cũng được cái nhà đó, không nhất định phải là ông chồng. Ok, tới đây đó thì tôi phải tạm ngưng nhá. Bà có câu hỏi gì nữa bà giữ đường dây, tôi và luật sư Hoàng Ngô sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của bà. Dạ, thưa luật sư. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình. 714-898-0765. Kính chào Quang, kính chào quý khán thính giả, chúng tôi và luật sư Hoàng Ngô. Cho bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ, mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua có số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp. Thì tôi và luật sư Hoàng Ngô sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Luật sư Hoàng, gần đây đó thì được biết đó là cái luật về đuổi nhà đó thì chính phủ đã gửi đi, tức là không có cấm cái việc đuổi nhà được nữa. Vâng. Thì có thể cho biết là khi nào thì bắt đầu mình có thể đuổi nhà được và cái thủ tục làm sao? Cũng cho quý vị biết thì giờ nếu quý vị muốn đuổi nhà thì cũng phải báo cáo với quý vị. Cái lý do đuổi nhà là mấy người thuê nhà của quý vị không có trả cho nhà đó, thì là quý vị phải xin tiền của chính phủ, cái state funding first, lên cái section housing is key. Mà nếu quý vị muốn lấy nhà lại cho cái lý do khác mà nó họ không có làm đúng trong cái hợp đồng nó ký với quý vị á, thì quý vị được đuổi theo cái hợp đồng đó. Mình có. Yeah. Hello. Yeah, sorry. Quý vị có thể hồi nãy luật sư Hoàng đang nói thì có một cái thính giả nào gọi vào đó thì chúng tôi chưa bắt kịp. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, tôi cho em xin hỏi là em cách đây khoảng chừng một tuần em có dê xe trả cho mặt kinh, em dê xe ra đó thì em có đụng người ta cả nhẹ thôi à, nhưng mà em không có lấy cái information của người ta cho người ta chứng minh cái bằng lái của em, như vậy thì em cần phải làm gì? Ok, em đậu xe, em back up ra, em đụng xe của người khác, phải không? Dạ. Rồi, hai bên có trao đổi information không? Em không có trao đổi bên kia, mà em chỉ đưa bằng lái cho bên kia chụp hình với thôi à. À. Em nói là em có bảo hiểm của Pham mà, nó không lấy bảo hiểm của em. Likely đó, rồi đụng nó có thiệt hại nặng không? Cái xe em không có bị gì hết trơn, nhẹ hiều, nó không, chỉ có bị giống như dấu chày nhỏ vậy thôi à. Xe bên kia? Xe bên kia em không để ý, tại một băng đêm em không okay. Thôi. Nếu nó chỉ có lấy cái travel license em thôi đó, thì có thể cũng có làm gì tới nữa. Ok. Lý do đó là để họ làm cái claim đó thì họ phải có cái bảo hiểm của em là Farmer Policy Number. Đó, thì họ mới có thể làm cái claim được. Còn chỉ lấy cái travel license không đó, thì likely cũng không có làm gì được. Trừ khi họ phải file cái SR1.
Nhưng mà với cái SR1 thì thường thường cái property damage của họ phải trên 1.000 lần. Thành là nếu mà em không có bị gì, chỉ có stress nhỏ thì có thể là xe bên kia nó cũng không có bị gì hết. Ok, thành là có thể em cũng phải không phải lo nha. Dạ, yeah, yeah, yeah. Okay. Cảm ơn luật sư. Cũng muốn nói nữa, nếu ai gọi cho anh đó, thì anh chỉ báo cáo là anh có bảo hiểm, anh đưa cái policy information cho họ. Ok? Yeah. Thì cho quý vị, because giờ chắc nó đang, có cái driver license thì cũng không có làm gì được, nó họ phải cần cái policy, cái insurance á. So, cái insurance hãng của anh. So, nếu vậy thì anh chỉ báo cáo với bảo hiểm của anh thôi. Dạ, yeah. Bây giờ mình cần phải báo cho bảo hiểm mình không anh? Chưa, yeah, không. Không có cần. Dạ, luật sư. Không. Okay, yeah, không. Yeah. Okay. Cảm ơn luật sư. Thank you em. Yeah. Hello, giờ tôi luật sư Liêm nha, luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, yeah, xin tao kính chào hai luật sư ạ. À. Dạ, yeah, chào cô. Tôi có câu hỏi, tôi có cái nhà cho mướn ở City Rosemead, LA County, không có phải Rent Control Zone, nó là Incorporated. Bây giờ tôi muốn biết là bao giờ thì tôi có thể lên tiền nhà và bao giờ tôi có thể đuổi người ta ra. Mà cái nhà tôi cho mướn là Section 8 á. Oh, Section 8 là khác, Section 8 là cho housing phải không? Có không câu? Month to month to month á. Month to month, yes. Mà Section 8 là housing. So cô phải dạ, phải. Okay. So nếu vậy là cô phải liên lạc với cái housing. Nó có cho quyền cô lên cái rent. Nhưng mà thường housing á là cái increase á là nó cũng limit, cũng limit thấp, cho cô biết vậy. So vậy á là housing á là nguy hiểm cho cô nếu cô lên mà cô không có báo cáo với cái housing, với cái worker case file. So giờ tốt nhất cho cô á đó là cô phải báo cáo với housing là cô muốn lên cái rent cho năm này hay năm tới, and để cho nó liên lạc với cái tenant, nó liên lạc với người mà thuê nhà cho cô, and nó coi cái hồ sơ của cô lại cho cô biết vậy. Ok, so ok. Dạ thưa luật sư, tôi có làm cái giấy, người mướn nhà có ký vô là tôi muốn lên tiền nhà, nhưng mà tôi muốn biết là cái moratorium á, ở LA County mà thuộc về City Rosemead á, bao giờ tụi nó hết hạn? Nó, nếu luật sư nhớ là cho LA County với City of Los Angeles á, cái mayor với cái city official là cho hết năm nay là đến 2022 nữa. Cho cô biết vậy. So luật sư không có rõ, mà luật sư nghe, nhưng luật sư cũng nhớ là hết năm này thì cho là còn cái effect cho cái memorandum để một đuổi nhà với hai lần cái rent. So cô phải khéo với cái đó. Ok. Nếu có gì thì tuần tới luật sư tuần này luật sư coi lại luật đầu này, tuần tới nếu luật sư lại. Bây giờ nếu mà thưa luật sư, bây giờ tôi nộp đơn mà lên tiền nhà sẽ bị bác bỏ, tại vì cái moratorium nó hết hạn cuối tháng năm nay 2022. Yeah. So nếu cô làm cái tin đó là cái application đó là chắc một là nó deny hay nó review and họ muốn nói chuyện với cô lại thì cho cô biết vậy. Mà luật sư cũng phải khéo cô nữa, cái này quan trọng cho cô là cái này là Section 8 là giống như rent control, mà cái Section 8 là cho low income, cho housing. So cô phải coi rõ là họ có cho cô làm vậy, because Section 8 đó là chính phủ trả chút cái số tiền nhà đó, cái county trả chút cái số tiền nhà đó, hay họ trả hết cái số tiền nhà đó cho cô. So cô phải nói chuyện lại với cái case worker của cô cho cái Section 8. Dạ thưa luật sư, tôi muốn biết là cái hết hạn moratorium là tháng 2 2022, bây giờ nó extend cho tới cuối năm December 2022, có phải không ạ? Dạ vâng, nó extend đến hết năm nay nữa. So cái đó là cho LA County với Los Angeles County thì cho cô biết vậy, and cái Rosemead là trong Los Angeles County. Ok. Dạ
cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Dạ, cảm ơn cô. Okay. Nhưng mà đó là chỉ cái vấn đề mà nó không có tăng tiền thuê đất hay đuổi nhà là chỉ áp dụng ở Los Angeles County thôi. Yeah. Còn how about ở quận Orange County? Orange County thì mình không có cái memorandum đó, mà cho quý vị biết to tell county. So cái county mà quan trọng mà most strict đó là giờ Los Angeles County, nó extend đến 31 day tháng 12 2022 để cho không có increase cái số tiền mà cũng không có được đuổi nhà cho người ta related to unpaid rent, thì cho quý vị biết vậy. Bây giờ nếu Orange County mà mình không có ngăn chặn việc đuổi nhà thì mình họ người tenant không có dọn ra, mình vẫn phải file cái unlawful detainer. Dạ vâng. Thì thường khi cái thời hạn bây giờ cái unlawful detainer đó, mình một khi mình nộp với tòa đến khi mình như đâu ra có cái hearing, thì cái hearing đó đó là qua cái Zoom hay là video hay là mình phải ra tòa để có mặt ở tòa. Theo tòa mà của Orange County, nhiều cái unlawful detainer của Orange County là vô cái tòa Santa Ana, là tòa Civic Center đó. Thì giờ tòa nó cho mình hai cái option. Nếu mình muốn vô tòa thì mình lấy cái appointment. Nếu mình không có muốn vô họ thì cho mình làm cái Zoom được. Mà theo theo quý vị, theo tòa, nếu quý vị được làm ở nhà làm cái Zoom được thì lên cái website, lúc mà ngày mình có ra tòa mình làm vậy. Mà nếu mình không có computer hay mình không có internet hay mình không biết làm cái làm Zoom á, thì mình phải xin ra tòa thì cho tòa biết. Mà giờ nếu bên kia tranh chấp, em một người muốn Zoom, em một người muốn ra tòa, tòa bắt mình phải ra tòa. Tòa nó không có muốn một bên ở tòa, một bên ở nhà hay một bên ở Zoom. So nếu hai bên tranh chấp, bên kia file cái answer mà không phải cái default, mà nó mở hồ sơ riêng để cho nó tranh chấp cái đuổi nhà, nên giờ mình phải ra tòa để cãi lấy cái nhà lời đó. Mình phải ra tòa nếu bên kia không có muốn làm ở Zoom. Ok, tới đây thì chúng tôi lại phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Thành ra nếu mà quý vị còn giữ đường dây trên thì chúng tôi vẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị. Và rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại sau cái phần quảng cáo thương mại. Và xin cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đào Hiếu Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Bây giờ trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ. Mà quý vị có thể tiếp tục gọi về đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, luật sư Liêm và luật sư Hoàng nghe đây. Dạ thưa sư, chính nhà luật sư có nhận đuổi cái kê đuổi nhà không ạ? Có, thì giờ đuổi nhà là cũng nếu câu gọi thì cũng có mấy cái câu mà văn phòng luật sư Hoàng với luật sư Lim thì cũng muốn hỏi cho cô biết. Vậy là cái quan trọng là giờ là nãy cô cũng nghe đó, là lý do cô muốn đuổi nhà cha, hai là cái county nào là Orange County, Los Angeles County, San Bernardino. So tốt nhất cho cô, nếu cô gọi vô văn phòng á thì tham khảo với luật sư á, thì luật sư có thì giờ rõ hơn để nói chuyện với mấy cái cáo đó cho cô. Cái giờ đuổi nhà là thì mỗi theo cái county dễ với khó, giống như hồi nãy luật sư cũng muốn nói với cô đó, đó là nếu mình muốn increase đuổi nhà hay mình muốn tăng tiền nhà lên hay gì thì mình cũng phải coi rõ giờ cái luật theo cái eviction với cái pandemic protection đó là họ làm sao cho mỗi chủ nhà dạy cho cô biết vậy. So câu của cô thì có luật sư văn phòng có nhận đuổi nhà, mà tốt nhất là cô gọi văn phòng để tham khảo với luật sư rõ hơn. Ok, luật sư làm ơn cho cô có chờ cuối giờ đó sẽ có cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài đó, thì cô có thể gọi. Luật sư cho tôi cái số điện thoại văn phòng luật sư á. Dạ vâng, lát nữa. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, luật sư Hoàng nghe đây.
Dạ, cho em hỏi là cho em hỏi về em làm giấy thi quốc tịch được không, luật sư? Làm gì? À, tại thì vì em còn 2 tháng mà em hết quốc tịch đó, hết thẻ xanh đó thì em muốn xin giấy thi quốc tịch đó, thì trong 2 tháng đó thì mình làm quốc tịch thì có được không? Ok, em muốn em có em hai sản em xếp hết hạn mà còn có 2 tháng nữa hết hạn phải không? Yeah. Em ở em vô Mỹ á, trong cái giấy thẻ xanh của anh em đó, cái ngày admission date đó là ngày nào? Em biết không? Em đã ở Mỹ được bao lâu rồi? Ở 20 mấy năm rồi. Ok, vậy thì yeah, em có tại tại sao 20 mấy năm mà bây giờ vẫn chưa xin quốc tịch vậy? Hello. Dạ, em thì tại vì em nghĩ không, em nghĩ chưa cần nên em chưa thi. Yeah. Ok, tôi dạ em nên apply sơ sinh quốc tịch càng sớm càng tốt. Cái problem á là em nên apply bây giờ, nhưng mà cho đến khi mà em có interview quốc tịch á, là cái problem á là sẽ có một cái thời gian mà cái thẻ xanh em bị expire. Vì do đó, bởi vì cái thẻ xanh em nó bị expire, do đó đó, thứ nhất là tuyệt nhiên đó, em không có nên đi ra khỏi nước, cho dù là em đi Mexico hay là Canada, cũng không có được nên đi du thuyền, đi cruise đó. Tại vì khi cruise đó đi ra cái international water đó, em quay trở lại là em có thể phải bị check về vấn đề immigration. Thì nó tóm lại là không có đi đâu hết ngoài ở trong dòng nước Mỹ 50 tiểu bang. Về vấn đề mà có phải problem gì hay không thì em nên liên lạc với một cái văn phòng dịch vụ về di trú để em hỏi tư vấn thêm. Theo luật sư biết, văn phòng biết là nếu thẻ xanh của chị hết hạn, cái đó là không có sao, nó không có stop, nó không có cấm chị để apply, để xin thi quốc tịch. Mà luật sư Lâm nói là đúng, thẻ xanh của chị hết hạn thì không có biết là nên chị phải ra ra nước Mỹ hay sao. Mà tại nếu... vì tôi còn 2 tháng mấy nữa, nhưng mà tại cái lúc Covid đó, tôi không để ý cái thẻ xanh đó. Xong bây giờ tôi coi lại, tôi thấy còn 2 tháng mấy nữa, thì bây giờ tôi muốn vô quốc tịch, tôi làm giấy vô quốc tịch có được không? Hay là tôi... Cô làm giấy được. Cái... Được, nhưng mà phải mất công, phải lâu lắm nó mới kêu tới phần của em để em thi phỏng vấn lần. Cô còn 2 tháng nữa thì cô lo làm giờ càng sớm càng tốt. Mà theo luật, nếu cái thẻ xanh hết hạn thì cô cũng tiếp tục làm giấy tờ để thi quốc tịch lại. Nó không có cấm cho cô cho biết vậy. Mà giờ nếu cô còn 2 tháng thì cô nên là làm càng sớm càng tốt. Dạ, em phải... không có sao đó, hả luật sư? Không có sao. Em phải làm càng sớm càng tốt trước khi cái thẻ xanh em nó expire. Dạ. Ok. Nhưng mà bởi vì đó, để em xin apply bây giờ đó, có thể cả 6 tháng hay nhiều khi cả năm sau em mới được phỏng vấn. Ok. Do đó đó thì sẽ có cái thời gian mà em ở Mỹ nó không có giấy tờ gì để mà chứng minh là em là you know ở đây legal. Cái điểm nữa đó em cũng nên làm, nếu em chưa làm đó, là hiện giờ em còn thẻ xanh còn hiệu lực, thì em đó, nếu em chưa có cái real ID, cái travel license mà real ID đó. Em có real ID rồi. Ok, thì em nên xin. Còn nếu em có rồi thì quá tốt. Ok. Ok. Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Không sao, có thể được xin. Dạ, dạ không. Nhưng mà làm càng sớm càng tốt đi. Dạ, dạ. Cảm ơn. Ok, không có chị em. Dạ. Yeah. Tới đây thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài. Chúng tôi chỉ còn vài phút nữa thôi. Thành Vi có thể gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về vấn đề luật pháp, thì tôi với luật sư Hoàng Ngô sẽ tiếp tục có trả lời câu hỏi của quý vị. Hồi nãy trong cái thời gian off air đó thì có cái câu hỏi mà tôi muốn nói, đó là về vấn đề bảo hiểm xe cộ. Thường thường nếu mà quý vị đó mà có con mà dưới 18 tuổi thì mình nên biết rằng đó, nếu con mình dưới 18 tuổi mà nếu nó lái xe mà nó gây ra tai nạn đó, thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Dưới 18 tuổi mình phải chịu trách nhiệm về những cái nếu nó gây ra lỗi. Thành ra đó là nếu nó dưới 18 tuổi thì mình nên thống nhất thông báo cho bảo hiểm của mình
để mình cover cho nó. Thứ hai, nếu nó dưới 18 tuổi mình phải cẩn thận là trong cái thời gian đầu, nhất là trong một cái thời gian năm đầu á, mà nó lái xe đó, thì tuyệt nhiên á, không có cho nó chở bất cứ ai hết á. Thực ra đúng theo luật, nếu mà muốn chở ai cho dù nó có travel license á, thì phải có một cái người lớn trên 25 tuổi ngồi với nó. Nhưng mà tốt nhất là không có cho nó chở bất cứ, nhất là bạn bè của nó trong high school, thì không có cho nó chở ai hết á, điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong cái thời hạn 6 tháng đầu tiên, từ 11 giờ tối cho tới 5 giờ sáng đó, thì tuyệt nhiên không có cho nó lái xe. Ok. Rồi, khi mà nó tới 18 tuổi á, thì nếu có thể được á, tốt nhất á, là mình cho nó đứng tên cái chủ quyền chiếc xe. Mình có thể mua xe cũ rồi cho nó đứng tên chủ quyền, sau đó mình có thể mua bảo hiểm cùng một cái policy với mình. Việc nó mua bảo trùng với mình, miễn á, là mình không có đứng trên cái xe nó lái đó, thì cũng không có bị ảnh hưởng gì đối với những cái tài sản mình đứng hết á. Nhưng mình nên mua chung để mình có thể có cái bảo hiểm, có cái bảo phí thấp hơn do cái Motorable Car Discount. Nhưng mà nên nó đứng tên riêng của mình, nó là Register Owner của cái xe nó lái. Mình không nên đứng chung với nó, tại vì mình đứng chung với nó đó, rủi nó gây ra tai nạn. Cho dù nó trên 18 tuổi đó, mình vẫn bị kiện luôn như thường, là bởi vì mình là chủ xe. Thì anyway, tới đây thì chúng tôi phải được biết là chương trình đã mãn. Thì tôi với luật sư Hoàng Ngô cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt giờ qua. Và cũng hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau, cũng từ 7 giờ tới 8 giờ trên làn sóng Little Sài Gòn TV, từ 56, channel là 56.10. Và từ đây tới đó, nếu quý vị có những nhu cầu về vấn đề luật pháp hoặc câu hỏi vấn đề luật pháp, thì có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và cũng kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân, và hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau.